Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ dùng Zalo. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 30.000 cho 2kg đầu tiên. Các kg tiếp theo cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hải Hằng các bác nhé. Hải Hằng thì bác nào mua thì vui lòng inbox cho em, hỏi trực tiếp hoặc là inbox qua Zalo để em chụp, chụp ảnh gửi cho các bác nhé. Chụp ảnh rồi là đo kích thước lá gửi cho các bác. Trước thì em bán với giá 500.000 một chậu một cây, nhưng bây giờ thì giá hải hằng nó thay đổi rồi đấy, nó thay đổi tùy từng thời điểm đấy. Mỗi năm thì giá nó sẽ lên được một ít đấy. Đấy, những cây em trồng thuần đẹp như này rồi, bác nào mua thì em sẽ báo giá cho các bác đấy. Thực sự có nhu cầu đấy, hải rằng hàng giống em cũng có nhé, giống em cũng có đấy, và những cái loại to khủng đấy, ghép đá thấm thủy cũng có các bác nhé, bản đá 5-6 cm có hết đấy, ở phía dưới đấy. Bác nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ với em đây. Còn trên video thì em sẽ không báo giá vì giá nó tùy theo từng chậu các bác ạ. Đây. Gửi cây. Hải Sukhakuli nhé. Hải Sukhakuli một giống lan hải ngoại của vùng Lào đây. 150.000 một chậu, đóng một chậu gửi các bác nhé. Hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 80.000 một chậu một cây như này, nhổ chậu gửi. Cây em đã thuần rất là đẹp rồi, hàng hải Sukhakuli rất là khỏe nhá các bác nhá. Đây. Cái này thì hoa của nó sẽ có cái màu xanh và cái cánh của nó có những cái chấm màu đen rất là đẹp nhá. Màu xanh màu vàng đây. Gì đấy đây. Cây rất là dễ trồng nhá, giống như thằng hải Vân Lam thôi. Đây. Một loại lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hải táo nhá. Cây này thì nó ra hoa vào mùa xuân các bác ạ. Hải táo ra hoa vào mùa xuân và hoa của nó có những cái màu xanh, màu hồng, màu đỏ họ đây. Hải táo thì em bán với giá là 50.000 một chậu một thân như này, đóng một chậu gửi nhé. Còn giá một chậu là 50.000 ba chậu, một chậu gửi cây. Đấy, những chậu như này thì em chọn những cây to em gửi cho các bác là 50.000 một chậu, đóng một chậu gửi này. Hải táo rất là dễ trồng và dễ chăm sóc, dễ cho hoa. Một loại lan hải giới thiệu các bác là cây hải trần liên các bác nhé. Cây hải trần liên thì em bán với giá 50.000 một chậu một cây như này, đóng một chậu gửi này. Đấy. Em sẽ chọn những cây như này gửi cho các bác này. 50.000 một chậu. Một chậu một cây như này, giá nhổ chậu là 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đấy. Giá nhổ chậu, trần liên thì nó ra hoa vào mùa thu các bác. Cuối đông các bác nhé, cuối thu đầu đông các bác nhé. Đấy. Hoa trần liên thì nó sẽ có những cái sắc màu nâu đỏ đấy, màu vàng đấy. Có những bông thì nó màu đỏ đặc biệt hơn đấy. Rất là dễ trồng các bác nhé. Trần liên thì nó hiếm hơn các loại hải khác đấy. So với cốc si với henzi thì trần liên nó hiếm hơn các bác nhé. Hải vệ nữ ạ. Hải vệ nữ thì em còn ít chậu nữa thôi, em bán với giá 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần các bác nhé. Hải vệ nữ ạ. Cây thuần ổn định rồi đấy. Bám rễ ổn định rồi em trồng trên giớn đấy. 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hải vệ nữ. Hải vệ nữ thì nó ra hoa vào mùa xuân các bác nhé. Và hoa của nó có nhiều lông ấy. Nghiêng về màu tím, màu vàng, vàng tím, nâu một chút đấy. Hải vệ nữ thì là một trong những giống lan hải rất dễ trồng và dễ chăm sóc, dễ thuần nhé. Đây. Trong Nam ngoài Bắc đều trồng được đấy. Dễ trồng, dễ cho hoa. Một loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cây hải Wadi nhé. Cây hải Wadi là một cây hải ngoại nhé, vùng Campuchia đây. Cây em đã thuần rồi đây. Cây này em để với giá là 250.000 các bác nhé, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Hải Wadi thì nó ra hoa vào mùa thu hay sao. Hải gấm nhé các bác nhé. Hải gấm thì em bán với giá 50.000 một chậu như này, đóng vào chậu gửi này. Hải gấm thì nó ra hoa màu vàng, ra hoa vào mùa xuân các bác nhé, đến mùa hè hoa màu vàng, có những cái đốm chấm rất là đẹp đấy, rất dễ trồng và dễ sống các bác nhé. Đây, một chậu như này em để với giá là 50.000, đóng vào chậu gửi. Hải Hằng các bác nhé. Hải Hằng thì bác nào mua thì vui lòng inbox cho em, hỏi trực tiếp hoặc là inbox qua Zalo để em chụp, chụp ảnh gửi cho các bác nhé.
chụp ảnh rồi là đo kích thước lá gửi cho các bác. Trước thì em bán với giá 500.000 một chậu một cây, nhưng bây giờ thì giá hải hàng nó thay đổi rồi đấy, nó thay đổi tùy từng thời điểm đấy, mỗi năm thì giá nó sẽ lên được một ít đấy. Đấy, những cây em trồng thuần đẹp như này rồi, bác nào mua thì em sẽ báo giá cho các bác đấy, thực sự có nhu cầu đấy. Hải rằng hàng giống em cũng có nhé, giống em cũng có đấy, và những cái loại to khủng này, ghép đá thấm thủy cũng có các bác nhé, bản đá 5-6 sen có hết đấy, ở phía dưới đấy. Bác nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ với em đây. Còn trên video thì em sẽ không báo giá vì giá nó tùy theo từng chậu các bác ạ. Đây. Hải Hetman các bác nhé. Hải Hetman thì em để với giá là 90.000 một chậu một cây như này. Đấy. Đóng vào chậu gửi các bác. Hetman này thì cây của nó sẽ phân bố rất là ít trong tự nhiên, chỉ khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa mới có thôi. Đây. Hetman này thì nó sẽ hoa, nó sẽ màu nâu đỏ nhé, có những bông nó đỏ đậm hơn một chút này. Hetman thì ra hoa vào mùa thu các bác nhé, mùa thu đấy, khoảng giữa thu gì đấy này. Hetman này em đã thuần rồi, em bán với giá là 90.000 một chậu như này, đóng vào chậu gửi này, một cây như này cũng 90.000 nhé, cái này là một cây già và một mầm cũng 90.000, đóng vào chậu gửi này. Hải Hetman. Loại lan em giới thiệu các bác là cái lan Hải Helen các bác nhé. Lan Hải Helen này thì ra hoa vào mùa thu, chuẩn bị đến mùa hoa của Hải Helen rồi. Và hoa nó màu vàng rất là đẹp các bác nhé. Này, cây thì em đã thuần ổn định rồi, với giá chỉ có 50.000 một chậu như này thôi, em đóng cả chậu gửi các bác. Đấy. Hải Helen 50.000 một chậu, còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Còn những cái cây hàng thuần như này thì em sẽ bán với giá là 50.000 một chậu đấy. Mùa hè nóng này thì ưu tiên những bác nào mua cả chậu nhé các bác nhé. Đây. Vì cây nó sẽ khỏe cây mà em đóng cả chậu gửi cho các bác, nó đảm bảo đấy. Nó đi có lửa tháng, để cả một tuần, để cả lửa tháng 10 ngày thì cũng không vấn đề gì cả đấy. Hải Helen các bác nhé. Hải Henry các bác nhé. Hải Henry thì em bán với giá 50.000 một chậu, hàng thuần đóng cả chậu gửi. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Henry thì nó ra hoa vào mùa thu và hoa của nó sẽ có những cái chấm đen trên hoa, đặc trưng của nó là màu đỏ, có những cái chấm đen ở trên cái cánh, trên lắp hải cũng rất là đẹp đấy. Henry. Hải Henry này thì cũng rất là dễ trồng các bác nhé. Đấy. Lá của nó thì gần giống như thằng Hải Cốc Si cơ, nhưng mà hoa của nó khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Đấy. Henry mới Cốc Si. Đây là Henry các bác nhé, 50.000 một chậu, đóng chậu gửi, giá nhổ chậu 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Hồng nhé, Hải Hồng các bác, chậu như này em để với giá là 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Lan Hải Hồng thì nó ra hoa mùa xuân, hoa cánh trắng, cái nắp hải của nó màu hồng rất là đẹp, thi thoảng có một vài bông hoa thơm nhé. Những cây bé thì em để với giá là 50.000 các bác nhé, cây bé cây giống là để 50.000, còn những cây to như này thì em để với giá là 100.000, đóng vào chậu gửi các bác nhé, hàng thuần rồi. Không bán giá nhổ chậu, hàng thuần rồi đây. Cây này thì là 100.000 này, cây bé như này là giống như này là 50.000 nhé, đóng vào chậu gửi. Hải Hồng rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Một loại lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây Hải Hương các bác nhé. Hải Hương thì cây nó ra hoa vào mùa xuân này, vụ chính của nó ra hoa vào mùa xuân này. Hải Hương thì giá sẽ tùy từng chậu các bác nhé. Cái chậu này là 450.000 này, chậu 3 thân này, này 450.000 này, 3 thân này. Chậu này thì là 400 này đấy, lá lên rất là đẹp đây. Đây em hiện tại là còn những chậu đấy. Chậu này thì em để giá là 380 này, đây 380 này. Còn những chậu này thì nó đẹp hơn này. Ví dụ như cây này vừa đợt vừa rồi nó ra hoa cánh bầu rất là đẹp này. Cái này thì giá thì em sẽ báo cho các bác nếu bác nào mua những chậu nó to các bác nhé. Đây, những chậu to đây. Chậu to và đây em trồng chậu rất là to đấy. Hải Hương ạ. Em sẽ báo giá inbox riêng qua tin nhắn Zalo gì đấy. Đây. Nếu bác nào có nhu cầu mua những chậu to. Đây. Hải Zaki các bác nhé. Hải Zaki thì em bán với giá là 100.000 một chậu nhé. Đóng vào chậu gửi này, một chậu một cây như này các bác nhé. Zaki thì hoa ra hoa vào dịp xuân nhé. Đặc biệt là cây này nó ra hoa rất là thơm. Hoa vào dịp Tết nữa. Đây. Và trứng vào thời điểm Tết nữa, cây trồng rất là đẹp rồi đấy. Thân lá rất là đẹp rồi, hơn một năm hàng thuần này các bác xem, rất là đẹp luôn đấy. Hải Zaki 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Về các bác chỉ việc tưới, không phải làm gì cả. Nếu các bác muốn trồng vào những chậu to hơn thì các bác cứ đặt cả cái chậu này về
vào trong cái lòng chậu đấy nhá, rồi các bác phủ giá thể lên là được đấy. Vườn em thì còn một số lượng hài mốc hồng cũng tương đối nữa đây. Những cái chậu hai thân như này thì em bán với giá là 30.000 một chậu nhé. Đây. Bác nào lấy hai chậu thì với giá là 50.000 hai chậu, chậu hai thân. Đây. Em bán cho nó dốc dốc cái đợt trồng này đây. Như cái chậu này thì cũng là 30.000 một chậu này. Lấy hai chậu thì là giá là 50.000 các bác nhá. Đây. Đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi. Còn giá của chậu là 50.000. 50.000 bốn chậu nhổ chậu gửi cây này. Hài mốc hồng thì hoa cũng rất là đẹp, hoa của nó màu hồng và cái lắp hài của nó rất là to các bác nhé, này màu trắng hồng các bác này. Và hoa của nó giao hoa vào mùa xuân. Ở đây thì em có một chậu địa lan đào cơ các bác nhé. Địa lan đào cơ là một cái giống địa lan của bên Trung Quốc, tuy nhiên là rất là dễ trồng thuần ở Việt Nam, em đã cây em đã thuần rồi đây. Cái này thì có 5 thân các bác nhé, 5 thân đây. 5 thân em để với giá là 500.000, chậu đào cơ này đóng cả chậu gửi này, 100.000 một thân. Đào cơ thì ra hoa vào dịp Tết và hoa của nó màu hồng đào rất là đẹp, hoa thơm các bác nhé. Đặc biệt là cái dòng này thân lá nó nhỏ gọn thôi đây, đây. Thân lá nhỏ gọn, thân nó củ này, lá vặn xoắn ốc lại đây, xanh rất là đẹp luôn đây. Về các bác sang chậu thì nó cây nó tôn hẳn lên dáng cây luôn đây. Rất dễ trồng và dễ chăm sóc các bác nhé. 500.000 chậu 5 thân này đóng vào chậu gửi. Giới thiệu các bác một dòng địa lan truyền thống là cây đông lan các bác nhé. Địa lan đông lan này thì ra hoa vào cuối đông và giáp Tết các bác nhé. Đây, đây là thuộc dòng địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi này. Hoa của nó có ánh xanh vàng này. Cầm một chậu như này thì em để với giá là 200.000 một chậu, em đóng vào chậu gửi các bác nhé. Đây, giá nhổ chậu cũng thế thôi. Đây, bác nào lấy cả chậu cũng được mà nhổ chậu cũng được, lại giá là 200.000 một chậu đông lan này. Chậu sau cũng là chậu đông lan, 200.000 một chậu các bác nhé, đóng vào chậu gửi. Em có cái chậu địa lan thanh ngọc. Chậu địa lan thanh ngọc này thì có 5 thân, một thân một lá thì em tính là 4 thân, giá là 400 các bác nhé, 400.000 chậu địa lan thanh ngọc đây. Hàng thuần rồi các bác nhé. Đây, lá rất là xanh đẹp. Thanh ngọc thì khá là nổi tiếng rồi, các bác đều biết này, là thuộc cái dòng địa lan truyền thống. Tuy nhiên là nguồn gốc của cây thanh ngọc của em thì hàng bên Trung em đã trồng thuần rất là đẹp rồi đây. Về các bác chỉ việc tưới thôi, có thể đổ thêm chút giá thể vào cũng được đây. Hoa thì ra hoa vào dịp Tết các bác nhé, hoa màu xanh to và thơm lâu tàn đây. Đa phần Tết là thanh ngọc là hoa rất là đẹp này, một cái giống lan phổ thông và dễ sưu tầm các bác nhé, đây, dễ trồng đây. Giới thiệu các bác một loại địa lan nữa thuộc dòng truyền thống có ở vườn em, đó là cây địa lan thanh vũ các bác nhé. Cây địa lan thanh vũ này thì hoa nó màu xanh và ra hoa vào dịp Tết, hoa rất to và thơm lâu tàn đây. Đây là một trong giống địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi hoặc trong những cái giống cổ truyền đấy các bác đây. Thanh vũ, hoàng vũ, thanh trường, đại thanh ngọc đây, trần mộng các thứ đấy. Thì thanh vũ này thì chậu này nó có 1, 2 này, 3, 4 thân và một mầm các bác nhé, 4 thân và một mầm, em bán với giá là 600 này, 600.000 đóng cả chậu gửi. Địa lan thanh vũ này, cây rất là dễ trồng, em đã trồng thuần rồi, các bác có thể sang chậu hoặc cứ để nguyên thế này trồng cũng được. Đây, cái mầm của nó rất là to và đẹp đây, 600 chậu 4 thân một mầm các bác nhé. Đây, địa lan tiểu kiều, một trong những dòng địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi, dòng hoa hè thu các bác nhé, hoa màu xanh ngọc và rất là thơm đây, cánh hoa tròn bầu đây, thân củ rất là đẹp đây. Dòng này thì cực kỳ dễ sống, trong năm ngoài Bắc đều trồng được này. Và nó đẻ cây rất là nhanh các bác nhé. Đây, nó đẻ rất là nhanh. Đây, bộ lá thon gọn nhỏ đẹp đây. Chậu này em để với giá là 250, khoảng chục thân gì đấy, 250. Địa lan tiểu kiều các bác nhé, tên nghe cũng rất là hay rồi. Địa lan tiểu quốc linh nhé, một cái dòng hoa hè thu cũng rất là đẹp này. Tiểu quốc linh này thì chậu này nó có 2, 4, 6 thân, 6 thân này, chậu này em để với giá là 800 các bác nhé, 800. Lá của tiểu quốc linh thì nó rất là bé, nhỏ, phù hợp cho bác nào thích chơi những dòng lá nhỏ các bác nhé. Đây, đây, cây em thuần rồi, 800 chậu này đóng vào chậu gửi này. Đấy, hoa thì nó có chớp màu đỏ ấy, rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây, hoa tiểu quốc linh này, hoa thơm này. Giới thiệu các bác một loại địa lan tiếp theo nữa, đó là cây
địa lan cẩm tố nhé. Cẩm tố thì cũng thuộc dòng địa lan truyền thống đấy. Ngày xưa các cụ chơi ra hoa vào dịp Tết là hoa màu xanh các bác nhé, to và thơm lâu tàn. Cẩm tố này thì cần hoa của nó rất là dài, hoa to và dài nhé. À, đây là một cái cây chậu giống thôi, không phải là cây cây to các bác nhé. Đây. Tuy nhiên là cây trưởng thành và ra hoa được bình thường, nhưng mà về các bác phải luyện đấy. Có nghĩa là các bác phải chăm cho nó tốt lên thì cái thân củ sẽ to nhé các bác nhé. Đây. Cẩm tố bình thường này, chậu này em có hai thân, một mầm to như này em để với giá là 400 này. Địa lan cẩm tố 400 này, bình thường em sẽ bán giá 300 với những cây nó to hơn, 300 một thân. Mà chậu này cây giống thì đây có một thân già, có như khuyến mại cho các bác. Và đây là hai thân và một mầm to như này thì em để với giá là 400 nghìn đóng cả chậu gửi. Đây. Về các bác không phải làm gì cả các bác nhé, về chỉ việc tưới thôi, thích sang chậu thì sang ạ. Đây. Lá lên rất là đẹp đây. Địa lan bạch ngọc châm hương. Bạch ngọc châm hương là một cái giống địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi. Đây. Thuộc dòng hè thu các bác nhé, ra hoa mùa thu và hoa của nó sẽ có màu xanh ngọc và cái lưỡi hoa nó sẽ có những cái đốm chấm màu đỏ đều nhau, rất là đẹp nên gọi là châm hương là như vậy. Đây. Địa lan châm hương này thì em để với giá là tùy từng chậu các bác nhé. Như chậu này có 4 thân này, đây 250 các bác nhé. Thân già này không tính, đây 250 chậu này, đây tất cả đều giá là 250 các bác nhé, đều dạng 4 thân như vậy. Đây bạch ngọc châm hương đóng vào chậu gửi, hàng thuần rồi nhá, lá rất là đẹp rồi. Đây chậu này em để giá 250, tại vì em nhân giống rất là nhiều nên ra em sẽ bán với giá nó hợp lý hơn. Đây 250 một chậu. Đây bạch ngọc châm hương, đây trước là bán 100.000 một thân cơ đấy, 250 một chậu các bác nhé. Đây trong đợt này thì em sẽ để với giá 250 đồng giá hết. Đây. Bạch ngọc châm hương, giới thiệu cho các bác là cái địa lan Đại Kiều các bác nhé. Cái địa lan Đại Kiều này thì chậu này em để với giá là 250 này, chậu này nó có 5 thân này. Đại Kiều này thì lá nó kẻ rất là đẹp nhá, hoa thì cũng giống rất giống Đại Kiều ta thôi. Đây Đại Kiều này là Đại Kiều hàng hàng Trung Quốc này, 250.000 chậu này đóng ở chậu gửi này. Còn chậu này có hai thân thì giá rẻ hơn, em để giá là 100.000 các bác nhé. Đại Kiều lá kẻ đây, hoa của nó mùa thu, hoa ra hoa mùa thu và hoa của nó có màu xanh ngọc các bác nhé. Đây, đặc trưng. Giới thiệu các bác cái loại địa lan tiếp theo ra hoa vào dịp Tết, hoa rất to và thơm, nhiều màu sắc. Đó là cây chun lan nhé. Cây chun lan này thì hoa ngẫu nhiên, chưa sổ mặt hoa các bác nhé. Đây, chun lan này sẽ hoa nó sẽ ngẫu nhiên là có cái màu ám xanh, màu trắng hoặc là màu ám hồng nhé, ám vàng các bác nhé. Đây, hoa to và thơm này. Ra hoa vào dịp Tết hoa lâu tàn đấy, cây thì lá bé rất là nhỏ gọn các bác nhé, 250.000 một chậu đóng cả chậu gửi đấy. Hàng chun lan này đấy, có cây lá nó còn bé hơn nữa, cũng 250.000 một chậu đóng cả chậu gửi các bác nhé. Chun lan, giới thiệu các bác một dòng địa lan tiếp theo, đó là dòng địa lan Mạc Thu các bác nhé. Mạc Thu này thì ra hoa vào mùa thu và thời điểm mùa đông nữa đấy, thường sẽ ra hoa vào mùa thu các bác nhé. Đặc điểm của dòng Mạc Thu này thì hoa của nó cũng ngẫu nhiên thôi, nó sẽ có màu cánh gián hoặc nghiêng về màu nâu đỏ đấy, hoặc màu mận chín đấy, hoặc màu ám xanh các bác nhé, ám xanh ám vàng đấy, nó cũng giống như thằng Mạc Xuân nhưng thời điểm của nó sẽ ra hoa vào mùa vụ thu đông đấy. Dòng này thì rất dễ trồng và rất là dễ sống nhé, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được đấy. Một chậu như này, dày cây như này thì em để giá là 150 đóng cả chậu, đủ chậu gửi cây gửi các bác nhé, 150.000 đấy, cực kỳ dễ sống luôn đấy, 150.000 đủ chậu gửi cây các bác nhé. Địa lan Mạc Thu, giới thiệu các bác là cái chậu địa lan Mạc Xuân em đã thuần rồi các bác nhé. Tất cả những hàng Mạc Xuân này, này em quay ở trên video này là đều chưa biết mặt hoa nhé, sổ số hoa ngẫu nhiên nhé. Cây em trồng thuần rồi, rất là đẹp và dày cây đây. Một chậu như này thì em để với giá là 100.000 đóng vào chậu gửi này. Địa lan Mạc Xuân thì nó sẽ có những hoa ngẫu nhiên, có thể là hoa màu cánh gián đấy, màu mận chín hoặc là màu xanh màu vàng đấy, sổ những bông xanh vàng là những bông nó đặc biệt, hoặc là có những bông nó cánh bầu, cánh sen rồi là cánh tiêu đấy. Hoa rất là thơm nhé, hoa thơm mà lâu tàn ra hoa dịp Tết đấy. 100.000 một chậu đóng chậu gửi về các bác thử sổ hoa các bác nhé. Địa lan Mạc Xuân rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Địa lan Caran hoa xanh. Caran hoa xanh thì em bán với giá là 200.000 một chậu các bác nhé. Đây, chậu Caran hoa xanh này đây,
200.000 một chậu. Dòng này cũng rất dễ trồng và dễ sống các bác nhé. 200.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Cái dòng này thì hoa màu xanh. Hoa màu xanh và cần hoa của nó tía tía các bác nhé. Đây, đây là những chậu bình thường em dán bán với giá 200.000. Còn những cái chậu to, cây nó to hơn thì em có thể nhổ chậu bán cho các bác. Đây, đây caran này. Những chậu này thì em để với giá là 300.000 nhá. Em nhổ chậu gửi cho các bác. Đây, những cái búi to này, caran này, hoa xanh các bác nhé, 300.000 nhổ chậu gửi. Đây, tại trồng hiệu xứ nên là không vận chuyển được xa. Đây, giới thiệu các bác là cây địa lan tứ thời rừng nhé. Cây địa lan tứ thời rừng này thì đây là cái hàng rừng các bác nhé, hàng rừng đã chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Đây, em bán với giá 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi các bác nhé. Dòng này thì rất là dễ sống, dễ cho hoa, hoa to và thơm, cần hoa dài nhé, có thể vượt lá được nhé. Đây, đây cây em thuần đây, nó lên lá rất là đẹp đây. 150 một chậu, đóng vào chậu, đổ chậu gửi. Tại vì cái chậu nó em trồng bằng gạch đá nó nặng, nên ra là ship đi rất là khó khăn và tiền ship cao, nên em sẽ nhổ chậu em gửi các bác nhé. Đây, 150.000 nhổ chậu gửi cây. Dòng này thì bất chấp mọi thời tiết luôn, rất là dễ sống các bác nhé. Giới thiệu các bác một dòng địa lan nữa là cây địa lan xuân hè Sơn La các bác nhé. Cây xuân hè Sơn La này thì em đã trồng thuần rất là đẹp rồi. Đây, như chậu này thì có rất là nhiều thân đây, 1, 2, 3 này, khoảng 8 thân này. Đây, chậu này thì em để với giá là 400.000 nhé. Chậu xuân hè Sơn La. Xuân hè Sơn La thì nó ra hoa vào mùa cuối mùa xuân đầu mùa hè, hoa màu xanh, có những cái sọc màu vàng đỏ rất là đẹp nhé, hoa to và thơm, lâu tàn cánh bầu ấy, cần xanh rất đẹp luôn. Xuân hè Sơn La, giống này rất là dễ sống nhá. Dễ sống, dễ chăm sóc, dễ cho hoa, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được. Còn đây là cây xuân hè Sơn La, những chậu đó ít cây hơn thì em để với giá là 300.000 các bác nhé. Xin lỗi các bác là 350.000, 350.000, tại vì cái giống 300.000 trước em chờ em bán hết rồi, lại 350.000 các bác nhé. Đây, còn chậu dày cây như chậu này thì là 400 này, đây.